bên trong kim tự tháp, phía dưới bảo tàng lâu nhìn lên. Kết thúc hành trình buổi sáng viếng thăm Khải Hoàn Môn, sau khi ăn trưa xong, chúng tôi bắt tàu metro để đi đến bảo tàng Louvre. Thì gần bảo tàng Louvre có hai cái ga metro, đó là ga Louvre Rivoli và Palais Goza, mình có để trên màn hình đó, thì nó ngay bảo tàng Louvre luôn. Vừa bước lên là cách bảo tàng Louvre khoảng 100 mét thôi. Trên đường đi thì chúng tôi bắt gặp một cái nhà thờ rất đẹp và dừng lại vài phút để chụp vài kiểu ảnh. Đây là đường đi vào bảo tàng Louvre. Đó, bên đây cổng này của Pháp nè, chụp rộng hai bên cờ này nó giữ. Bảo tàng luôn đó đang ở phía trước. Wow, mình rất rộng. Đường vào bảo tàng Louvre thì có rất nhiều lối vào, nhưng mình cảm thấy cái lối vào này là đẹp nhất. À, các bạn chiêm ngưỡng đi, rất là đẹp. Phía xa xa là ba kim tự tháp,
một kim tự tháp lớn và hai kim tự tháp nhỏ. Một lưu ý là khi viếng thăm bảo tàng Louvre thì các bạn nên mua vé online. Mình có để cái đường dẫn mua vé online ở trên màn hình đó. Nếu các bạn không mua vé online trước thì các bạn có thể xếp hàng vào những lúc cao điểm, có thể là xếp hàng từ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi mới mua được vé và mới vào được phía bên trong bảo tàng. Còn nếu bạn mua vé online thì bạn sẽ có cái lối đi riêng, không cần phải xếp hàng để vào nó lâu. Lối đi riêng là cái lối đi xuống hầm á. Bạn vừa vào nó thấy có hai kim tự tháp không? Cái kim tự tháp nhỏ bên phải, bạn đi theo cái kim tự tháp nhỏ bên phải rồi bạn xuống cái hầm. Xuống cái hầm xong rồi qua cái trạm kiểm soát hành lý, túi xách là bạn sẽ vào Bên bên trong trong bảo cái tàng Louvre. bảo tàng luôn nè. Còn một cái lưu ý nữa, nếu các bạn chỉ đi xuống dưới đây thôi đó là các bạn không cần mua vé luôn, không cần mua vé cũng xuống đây tham quan được. Bạn xuống tham quan vòng vòng ở ở ở ở sảnh này hoặc là những cái phòng ở ngoài thôi. Còn mua vé thì các bạn mới đi sâu vào bên trong nữa, ở phía bên trong đó. Bảo tàng Louvre là một trong những bảo tàng lớn nhất trên thế giới. Nơi đây trưng bày gần 500.000 tác phẩm nghệ thuật trải rộng ở 8 căn phòng lớn. Các tác phẩm trưng bày như là về nghệ thuật nè, hội họa, điêu khắc, nghệ thuật trang trí. Ngoài ra, bảo tàng còn có một khu trưng bày các hiện vật lịch sử của các Bên chính trong cung kim tự điện tháp, phía dưới Louvre bảo tàng và lâu một nhìn bộ lên. sưu tập nghệ thuật châu Á, Phi, Mỹ và châu Đại Dương. Nói thật, để tham quan bảo tàng này, bạn dành cả một ngày cũng không tham quan hết đâu. Nơi đây trưng bày rất nhiều tác phẩm hội họa mà tác phẩm nổi tiếng nhất đó là nàng Mona Lisa xinh đẹp với nụ cười bí ẩn. Thì tác phẩm này thu hút rất nhiều du khách đến đây để chụp hình, check in. Ngoài ra còn có rất nhiều tác phẩm điêu khắc nổi tiếng như là tượng thần vệ nữ Venus de Milo, tượng nhân sư, tượng nữ thần chiến thắng Đây, có Samothrace. rất nhiều thứ tiếng để tìm cái tiếng Việt Nam không ta? Ngoài ra còn có bức tranh nữ thần tự do dẫn dắt nhân dân cũng khá nổi Tiếng tiếng. không có Bức tượng Spica hồi sinh sau nụ hôn của thần tình ái. Tác phẩm điêu khắc này nhìn tiếng Trung Quốc, tiếng rất Hàn, đẹp, tiếng Nhật, tiếng rất Nga, có thần. tiếng Anh. Bức tranh chiếc thuyền bè của chiến thuyền Medusa. Tượng đạo phục sinh. Đây Rất rất là nhiều tác phẩm Pháp. nghệ thuật. Có lẽ mình Nam. đi 1 đến 2 ngày cũng xem cũng không hết. Ý. Ngoài ra thì còn có vương niệm Pháp rất đẹp. Sau khi tham quan một vòng ở bên ngoài thì đây là cổng để soát vé nè, để vào bên trong xem các phòng trưng bày chính.
lối vào cổng xếp vé đó. Mona Lisa, đi tìm nào, Mona Lisa. Finding Mona Lisa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Phía xa xa, mình nhìn thấy đó là bức tượng thần chiến thắng Samothrace. Bức tượng này cũng là một trong những bức tượng du khách thu hút rất nhiều khách du lịch đến tham quan và chiêm ngưỡng. Tượng thần chiến thắng này là một trong những tác phẩm điêu khắc nổi tiếng nhất hiện nay. Ok. Có thể là nhìn trên hình là mình cũng chưa có thể mà diễn tả được hết cái vẻ đẹp của bức tượng này. Có đôi cánh rất đẹp. Từ dáng vẻ đến thần thái rất đẹp. Bức tượng này làm bằng đá cẩm thạch. Và nó cao là 5,5 mét, được đặt trên cái bệ là giống như hình một chiếc thuyền. Rất nhiều du khách đứng nghe thuyết minh về lịch sử của bức tượng. Tượng như là tập hợp của 23 khối đá được nhà khảo cổ người Pháp gửi về bảo tàng, và bức tượng được lắp ráp lại được trưng bày để cho mọi người chiêm ngưỡng. Chúng ta đang đi vào khu vực tranh ảnh hội họa, đồng thời cũng là đường dẫn đi vào để xem bức tranh của nàng Mona Lisa. Đường vào đây rất là đông, đông rất là đông. Có lẽ đây là khu vực đông nhất, thu hút rất nhiều khách du lịch nhất. Simona Lisa, do I live here? Yes, ma'am.
Đây là đường vào phòng trưng bày bức tranh của nàng Mona Lisa. Ta tìm thấy nàng Mona Lisa. Cái đồng kinh khủng không? Biết bao nhiêu người đứng chụp hình, quay phim. Ngoài bức tranh của nàng Mona Lisa thì còn rất nhiều tác phẩm hội họa khác. Rất đẹp. Rất đông. Rất đông du khách tập trung đến được tận mắt chiêm ngưỡng bức ảnh của nàng Mona Lisa với nụ cười bí ẩn.
Just picture on this thing, okay? Đây có lẽ là bức chân dung người phụ nữ được chụp hình nhiều nhất trên thế giới. Hàng năm có hàng triệu du khách đến đây để chụp này. Cả thế giới đến để chiêm ngưỡng, chụp hình với nàng. Chỉ riêng hai vợ chồng chúng tôi là quay lưng lại với nàng. Kết thúc chuyến tham quan bảo tàng Louvre. Lượng người ra vào bảo tàng đông kinh khủng. Hai bên nói ra là các shop bán hàng. Ghé vô vào đây, mua mắt mẹ. Thank you.
Kết thúc chuyến tham quan bảo tàng Louvre, chúng tôi đi tìm nhà ga metro để quay về nhà. Tối nay về đến nhà chắc nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chương trình của ngày mai là đi đến 350 cây số lận đến đảo Mont Saint Michel. Chuyến đi này có thể xem là một chuyến đi bão táp hoặc kinh hoàng đối với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai.